Trên một số kênh thông tin và các chương trình dạy kỹ thuật nuôi rúi cho người mới bắt đầu nuôi đã nói một cách sai lầm như: 1. Cách nhận biết con rúi mã đào Thái Lan động đực là con rúi nó phải kêu. 2. Ghép một con đực và 3-4 con cái mã đào Thái trong một ô chuồng. 3. Ghép đôi được 7 ngày xong rồi bê con cái sang chuồng bé hơn để nó đẻ. 4. Khi con rúi non đã ăn được ngô là tách được mẹ. 5. Rúi mã đào Thái Lan béo quá là nú. 6. Thức ăn chính của rúi là mía. 7. Rúi chỉ ăn được che bánh tẻ. 8. Rúi chỉ ăn ngô bột với cơm trộn là đủ chất dinh dưỡng cho rúi mã đào Thái Lan nuôi con. 9. Điều trị bệnh tiêu chảy cho rúi chỉ cần cho rúi ăn cành tre non hoặc cành tre bánh tẻ. Trên đây là những kỹ thuật không chuyên sâu, thể hiện người nói chưa từng va chạm với con rúi nên chưa hiểu về tập tính, bệnh tật của con rúi, dẫn đến có những phát ngôn sai lầm về con rúi. Để hiểu và phân tích lý giải kỹ thuật chuẩn chỉnh cho bà con về các điều trên, thì ngay sau đây mời bà con cùng theo dõi anh Lâm, người đã có 15 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi rúi và hiện là chủ một chuỗi trang trại nuôi động vật hoang dã tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, để nghe anh giải thích và tư vấn cho bà con về những điều chuẩn chỉ nhất của các luận điểm sai bên trên. Xin chào bà con, hôm nay tôi sẽ phân tích cho bà con chính luận điểm sai lầm mà bà con đang được tất cả các chim mơ rồi các chủ trang trại trên YouTube hướng dẫn cho bà con nuôi con rúi mã đào này sai lầm. Và những sai lầm đấy phải trả giá là con rúi nó sinh sản kém, rồi mua về con rúi nó chết, rồi nó thiệt hại rất là nhiều. Và hôm nay tôi sẽ phản biện lại những sai lầm đấy và đi chi tiết hơn để giúp cho bà con có cái tầm nhìn và cách suy nghĩ khác về cách nuôi rúi để bà con thành công. Và tôi là Lâm, hiện tại là giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật, có địa chỉ tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cái cách phân biệt rúi mã đào động đực là nó phải kêu là hoàn toàn không phải. Cái tiếng kêu của con rúi ấy, nó chính là cái tiếng tự nhiên và cái bản năng của nó, cái khẩu âm của nó để nó kêu. Chứ nếu mà nói mà bảo là nó kêu là động đực là không phải. Muốn biết con rúi động đực, đầu tiên chúng ta phải xác định con rúi mã đào nó phải trên 10 tháng tuổi bắt đầu mới hiện tượng động đực, và có con khoảng 1 năm mới bắt đầu động đực. Và cái thứ hai nữa là con rúi nó có hiện tượng bỏ ăn, ăn ít, hoặc nó cào chuồng, hoặc là nó đi lại nó có biểu hiện bất thường. Đấy. Và cái cuối cùng nữa, chúng ta muốn xác định động đực, chúng ta phải xách đuôi con rúi lên. Chúng ta phải xem cái ti của nó. Chúng ta phải xem đầu ti của con rúi. Đấy. Cái đầu ti của con rúi này này, nó phải chuyển sang cái màu hồng thì nó mới bắt đầu động đực. Thì đấy là cái quan trọng nhất để xác định con rúi động đực mà nó chuẩn xác nhất. Tiếp theo là cái luận điểm nuôi một con đực với 3-4 con cái một chuồng. Về lý thuyết ấy thì là nó ok, nhưng về thực hành thì đây là một luận điểm sai lầm. Vì con đực, tức là cái con rúi mã đào này, nó phối rất là kém. Mỗi một chu kỳ bắt cặp của nó có khả năng nó phối xong nó phải nghỉ tầm tháng 2 tháng mới bắt đầu phối con khác. Nếu chúng ta cho phối liền nó sẽ hỏng đực. Và một cái tiếp theo nữa, nếu chúng ta nuôi như thế này đây, là nuôi một con đực và hai con cái trong một chuồng, thì khi con cái nó động đực ấy, cùng một lúc là chắc chắn là mấy con cái này sẽ cắn nhau. Vì hiện tại ở trang trại chúng tôi là xảy ra cái hiện tượng cắn nhau nếu mà phối như thế này rất là nhiều. Và chúng ta phải tách thành đôi ra. Chúng ta để một con đực và một con cái một chuồng thôi. Chúng ta phối đậu con cái này thì con đực ấy, nó còn khỏe thì ta phối con cái khác. Còn nếu con đực nó yếu rồi chúng ta phải đem ra ngoài, chúng ta chăn dắt lại 1-2 tháng cho nó khỏe mạnh, chúng ta mới bắt đầu cho phối con cái khác. Còn nếu ta nhốt tập trung cái này, nhiều khi nó cắn nhau là chúng ta bị chết cả chuồng ngay. Chính vì thế đấy, tôi khuyên mọi người, khuyên bà con, đối với con rúi mã đào là chúng ta không nên nuôi nhiều con trong một chuồng. Nếu nuôi nhiều con trong một chuồng ấy, là trong cái quá trình là động đực là rất dễ cắn nhau. Và mỗi một con mẹ như thế này, nếu mà trên thị trường giá trị của nó phải khoảng tầm chục triệu một con mẹ gọi là địa chuẩn, thì nếu mà trong một chuồng mà cắn nhau là 3 con như thế này cắn nhau, chúng ta mất 30 triệu trong một lúc. Thì chúng ta không nên tham mà phối nhiều con cái quá. Hiện nay chúng ta đang sáo nhau là nói rằng là khi một con rúi mã đào động đực chúng ta ghép 7 ngày chúng ta tách rồi, thì như thế là không đúng. Vì có lứa nó nhảy độ, có lứa nó nhảy không, thì trong vòng 7 ngày đấy không quyết định đến việc là nó đậu hay không. Chính vì thế đấy, chúng ta phải chắc chắn rằng con rúi nó đậu
thì chúng ta mới tách ra ngoài. Hiện nay á, có những cái lứa ví dụ chúng ta cho vào thì khả năng nó nhãi không đậu, nhưng đợi chu kỳ khác, kinh khác thì nó mới đậu, thì chúng ta mới tách ra. Có khả năng 20 ngày chúng ta mới tách ra được. Thì muốn xác định được con dúi nó đã đậu thai hay không thì nó phải tầm được trên 10 ngày chúng ta mới bắt đầu là tách con cái. Thì đây là con đực này. Nếu con đực này á, nó phối lợn đậu mà theo luận điểm một số trang trại bảo là 7 ngày là không phải nhau đâu nhá. 7 ngày mà tách ra, nếu một con cái nó mà chưa đậu thai thì như thế là chúng ta mất một lứa. Chúng ta lại phải bỏ ra bên ngoài. Vì trong quá trình đậu đực chúng ta không nắm được khi nào ngày rụng trứng là ngày bao nhiêu cả. Thì chúng ta cứ để cho con cái nó đậu thai thì chúng ta mới tách. Thì cái quan trọng nhất chúng ta biết được con cái đậu thai là nhà nhìn cái ti nó. Đây con dúi này đang còn non, nó chưa có bầu nên là chưa động được nên tôi cũng khó ví dụ cho bà con. Thì bà con cứ nhìn thấy nó con dúi ma đào nó có 6 cái ti. Bao giờ ti mà chuyển sang cái màu hồng, ti dúi ma đào chuyển màu hồng và nó căng cứng lên thì lúc đấy là cái ngày mà nó đã được đực rồi, thì chúng ta mới tách con cái con đực ra được. Hoặc chúng ta có thể tách con cái ra một chuồng khác. Nó tùy thuộc vào con cái nó thuần hay không. Nếu những con cái đang quen cái chuồng này rồi chúng ta không nên tách con cái ra. Cái thời gian để mà tách cái con non ra ấy, thì hiện nay các cái trang trại khác đang bảo là cứ thế nó ăn được chia ăn được ngô là tách. Thì như thế thì không được. Nếu chúng ta làm thế thì đảm bảo là dúi con ta chết hết ngay. Và sau đây tôi sẽ hỗ trợ cho bà con cách để chúng ta tách dúi con dúi non. Đầu tiên đấy, để tách được con dúi non chúng ta phải xem răng. Răng dúi non có màu vàng là chúng ta mới tách. Thì đây tôi sẽ bắt một con dúi con đi. Con này thì nó cũng là to rồi. Đấy, thì bà con quan sát này là cái răng nhá. Đấy, cái răng con dúi non này nó phải chuyển sang cái màu vàng. Màu vàng này thì chúng ta mới tách. Tức là khi con răng con dúi non răng đang còn sữa, đang còn màu sữa màu non thì chúng ta không tách được. Vì khi mọi người cứ đồn với nhau rằng con dúi non thì nó ăn được là chúng ta tách, thì con dúi non ấy là tầm 20 ngày là nó mở mắt, nó bắt đầu ăn ngô che mía với lại các cái thứ thức ăn cùng với mẹ rồi. Thế thì chúng ta phải phân như thế này này. Nếu con mẹ đấy đẻ khoảng tầm dưới 4 con, tức là không may nó đẻ lứa 2-3 con nữa, thì khoảng tầm 45-50 ngày là răng nó sẽ bắt đầu vàng rồi. Chúng ta xem răng nó vàng ra là chúng ta tách được. Và cái mẹ đó nuôi ít con, nó dồn sữa mẹ cho con đó thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Còn nếu con mẹ nó đẻ một ổ nhiều như này, là ví dụ như 2, 4, 6 độ, nó đĩa một ổ tầm 7 con như thế này đi. Đấy, mà để mà mẹ nó nuôi được 7 con này lớn thì ít nhất phải có 2 tháng rưỡi, có khi lần 3 tháng chúng ta mới tách được. Chúng ta còn phụ thuộc vào cái sữa mẹ của nó nữa. Chính vì thế để mà tách được con non chúng ta cần phải quan sát những yếu tố sau. Một là nó phải đảm bảo được là nó sống và răng nó phải vàng, tức răng vàng đặc khỏe nó ăn được rồi. Thứ hai nữa nó phải đảm bảo trọng lượng được tầm 3 lạng để chúng ta tách ra ngoài. Nếu chúng ta tách sớm quá thì nó sẽ không sống được, mà tách muộn quá là sẽ chết mẹ, thì nó sẽ bú mẹ chết mất. Chính vì thế chúng ta cần phải lựa chọn thời điểm để chúng ta tách. Hiện nay khi bà con đến một số trang trại ấy, thì bà con thấy những con dúi bố mẹ ma đào nó chỉ rơn vừa 2 cân là đang nuôi con rồi. Mà khi bà con hỏi cái khách hàng hỏi cái người bán thì họ bảo là con này thì tầm 2 cân nó đĩa thôi, hoặc là hơn 2 cân nó đĩa thôi, chứ nếu to quá nó béo nó lú. Đấy, đấy chính là cái ngụy biện cho cái dòng dúi bé. Ma đào của Thái Lan của nó phải tầm 3 cân đến 5 cân nó mới sinh sản. Nếu mà cái loại mà tầm 2 cân đấy là hàng ma đào Lào. Thế thì bây giờ ông muốn đánh cháo khái niệm để ông bán được cái ma đào Thái Lan thành ma đào Lào để cho nó chạy hàng thì ông phải bảo là nó bé để cho nó bé đã đĩa rồi, nó to nó lú. Không, thật ra nếu mà chúng ta mà xác định con dúi nó béo nó lú là tôi thấy nó phải tầm 6 cân 6 cân rưỡi nó mới vượt lú. Đây, như con này đây, con dúi này đấy, bây giờ hiện tại nó đang khoảng tầm 4 cân này, đang có bầu này. Đấy, vú to tướng này. Như thế này á, để mà xác định được con dúi nó to hay không thì tôi đây, tôi sẽ đặt cái bàn tay vào. Đấy, bàn tay tôi vừa cái mông của nó là con biết là con dúi nó to như thế nào rồi. Thế thì con dúi nó to như thế thì bắt đầu nó mới nuôi được con và nó chuyển dòng dúi to. Dòng dúi to của nó là phải tầm trên dưới 4 cân.
nó sinh sản. Có con thì hơn 3 cân là sinh sản thì nó mới chuẩn. Còn nếu mà cứ vào bảo hơn 2 cân là đĩa thì tại vì dúi nhà em nếu mà đĩa to nó lú là không phải đâu nhá. Đấy là cái dòng dúi khác nhé, không phải là dòng má đào đâu. Chính vì thế bà con đi chăn nuôi, bà con nên lựa chọn những con dúi nhà có bố mẹ nó to. Vì dòng bố mẹ nó to thì con cái nó cũng sẽ to. Đấy là cái chúng ta không thể cho cãi nữa. Và thứ hai ấy, để mà chúng ta chăn dắt ấy, là chúng ta cũng nên chăn cho con bố mẹ nó đủ da đủ thịt, nó to luôn một chút chúng ta lại cho đĩa. Nếu chúng ta để gầy quá là gần như là nó sẽ không động đực và nó không giao phối đâu. Làm gì có chuyện con nào nó gầy mà nó động đực nó giao phối được. Nó cũng phải có da có thịt béo, nhìn lông mượt thì con dúi nó đảm bảo cái sức sinh sản và nó sẽ giao phối được. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không chăm lo cho nó thì cái bộ phận sinh sản hoặc là không có đủ khoáng chất và vitamin để cho giúp cho cái bộ phận sinh dục của nó, hormone của nó phát triển để nó động được được thì nó sẽ không giao phối. Chính vì thế nên tôi tổng kết lại là bà con phải nuôi cho nó béo đẹp thì nó mới đẻ. Hiện nay một số trang trại lên ra giá suốt ngày là nuôi dúi má đào chỉ cần cơm trộn bột ngô là đã đủ chất dinh dưỡng để cho sinh sản rồi. Thì hiện nay ấy, bà con nên xem xét lại cách chăn nuôi của mình, hoặc ai chưa chăn nuôi hoặc là đang trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta phải nghiên cứu lại cách nuôi sinh sản. Dúi khi nuôi sinh sản nó có chế độ riêng. Một là cần phải có lượng cám nhất định. Thứ nhất là lượng cám này nó bổ sung thêm một số cái vitamin và khoáng. Ngoài ra chúng ta còn phải thêm các loại ADE trộn chung để kích thích nó lên giống động được. Chứ còn nếu mà cơm một trộn bột ngô không là nó sẽ không sản sinh được chất dinh dưỡng. Đây bà con có thể nhìn trực tiếp đây. Khi con dúi á, nó muốn lên được giống thì nó phải có một cái lượng chất dinh dưỡng. Thì hiện nay các bà con có thể nhìn thấy đấy. Cái cám ở đây là chúng tôi trộn khoảng 50% cám viên trộn với một ngô và cơm và thêm các loại ADE. Nếu như cái loại này đang còn bé chúng tôi có thêm các loại siêu tăng trọng để cho kích thích cái hệ mông và vai của nó phát triển bình thường, thì sau khi nó lớn lên nó mới động dục được. Hoặc là trong quá trình sinh sản ấy thì chúng ta phải điều chỉnh cái chế độ ăn. Những con đang còn bé thì chúng ta có chế độ ăn riêng, còn những con đang lên giống chúng ta phải tăng cường chất dinh dưỡng để cho phát triển. Và đặc biệt là những con đang nuôi con là chúng ta thay ngay các loại cám ấy đi. Chúng ta phải thay bằng cám viên và cái loại cám viên dành cho bố mẹ, tức là cám lợn. Chúng ta một số trang trại bây giờ là vẫn đang cho ăn một số cám gà, nhưng chúng ta nên thay đổi thành cám lợn, vì cám lợn chính là cái chất dinh dưỡng cho các loại động vật bốn chân. Còn nếu chúng ta mà dùng cái loại cám cho cái động vật hai chân ấy, nó không phù hợp lắm cho con dúi đâu. Một số cái trang trại đang nói rằng cái thức ăn chính hàng ngày của con dúi, tức là vào buổi sáng, chính là chè và mía. Thì các bạn làm như thế đã quá sai lầm rồi. Một số trang trại bây giờ họ đi buôn, họ chỉ biết lấy dúi về để họ bán, chứ còn thức ăn để mà nói điều chỉnh thức ăn cho phù hợp với thời tiết là rất là khó. Thứ nhất đấy, vào những ngày mưa bão nắng gió là chúng ta không cho ăn mía rồi. Những ngày thay đổi thời tiết thất thường thì chúng ta thay mía của voi. Còn những ngày như nhiệt độ ổn định như ngày hôm nay chẳng hạn thì các bạn có thể là cho ăn khoảng tầm 15 phân mía này, 15 phân của voi và khoảng tầm 1 gang chè cho một con. Tức là ba cái đấy chúng ta cho ăn độn với nhau. Còn những ngày nào mưa là chúng ta cắt cái mía đi, chúng ta tăng của voi lên. Đấy chính là cái khẩu phần ăn hàng ngày phù hợp nhất cho con dúi. Tại sao chúng ta làm như vậy? Vì những ngày thay đổi thời tiết thất thường, lượng mía, cái lượng nước, lượng đường ở trong mía nó rất là nhiều. Nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ tiêu hóa của con dúi và gây cái hiện tượng là tiêu chảy. Còn nếu mà chúng ta cho ăn nhiều mía quá, nó sẽ đái nhiều ra chuồng và những ngày mát đấy nó không tiết được những cái mồ hôi ra khỏi cơ thể qua cái đường chân lông thì nó sẽ đi còn đường nước tiểu, nó đái ra cái chuồng này nó sẽ rất là bẩn. Và con được xem trực tiếp thì hiện tại ấy, những con dúi bố mẹ khoảng tầm 5-6 cân như thế này này, thì thức ăn của nó gồm chè này đấy, xong rồi đây chúng tôi có cho đây chè này, mía của voi, và những cái này đều mỗi một thứ là 15 phân đến 10 phân, nó tùy vào thời tiết từng hôm chúng ta cho để là khẩu phần nó hợp lý. Đây là những con dúi, đây bạn có thể nhìn thấy trực tiếp dúi cái này, nó có 1 này, 2, 3 vú này đấy. Và con dúi cái bố mẹ này nó phát triển tốt thì lông nó phải mượt. Chính vì thế đấy, chế độ thức ăn nó rất là quan trọng trong quá trình chăn nuôi. Ngoài ra buổi tối đấy
thì cơm trộn cám viên và bột ngô bột tre nó cũng phải rất là đều. Hai con này nó sẽ ăn một bát tô như thế này, và tính ra chỉ giá thì một bát này nó đang rơi vào khoảng tầm 1.000 đấy. Và nhiều thế thôi, nhưng mà chủ yếu nó là bột tre độn vào nên nó rất là nhiều. Và cái tiếp theo nữa, cái cuối cùng đấy là dúi mã đào nó chỉ có ăn tre bánh tỉa không, nó không phải. Thì sau khi trong cái quá trình là chúng tôi nuôi rất là nhiều năm rồi, và cái dư lượng dúi nuôi rất nhiều, thì chúng tôi cũng kết lại như này: nếu bà con bắt buộc phải mua một búi tre 1 triệu chẳng hạn, nó rất là to, thì chúng ta sẽ tận dụng được hết. Nếu ai mà nuôi thì những cái cành con là chúng ta tận dụng cho những cái dúi con ăn. Còn những cái mẫu to như thế này đây, những cái gốc tre như thế này đấy, là dúi to nó sẽ ăn đấy. Và những cái bánh tỉa như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cho cái loại dúi gọi là dúi hậu bị đang ăn, nó ăn. Thì tổng kết lại là trong một búi tre chúng ta có thể lấy được rất nhiều các loại, áp dụng cho rất nhiều loại dúi khác nhau. Ví dụ dúi vừa mới sinh sản đang còn bé hoặc tách mẹ, thì chúng ta cho các cái tay tre, cành tre bằng mấy đầu ngón tay này, nó sẽ rất thích cái đấy. Còn cái loại to hơn chút chúng ta cho ăn cái bánh tỉa, còn loại bố mẹ chúng ta cho hẳn cây già nó vẫn ăn bình thường, nên chúng ta không phải lo lắng là phải vứt đi phần nào hết, và chúng ta tận dụng được rất nhiều các loại tre như thế. Còn nếu các bạn nuôi với số lượng ít, 2-3 đôi chẳng hạn, thì tất nhiên đấy, với số lượng 2-3 đôi hoặc 10 đôi thì chúng ta có thể là đi chọn được cái cây bánh tỉa cho nó ăn là tốt nhất. Tại vì chúng ta không cần tận dụng những cái thức ăn giả quá hoặc kéo quá, vì là chúng ta nó ăn rất là ít thôi. Mỗi một ngày nó chục con dúi nó cũng chỉ ăn khoảng tầm một nắm tre như thế này thôi, nó không có gì là nhiều cả. Chính vì thế đấy nên là trong cái công tác chăn nuôi dúi này rất là nhiều, rất là nhàn. Và tổng kết lại như này, những cái lý luận mà người ta nói lên thì thực tế là nó không khác hoàn toàn với lúc chăn nuôi, nên bà con cố gắng đến các trang trại uy tín để mà tìm hiểu thật kỹ trước khi chúng ta nuôi. Và cái quan trọng nữa là tôi muốn nhắc nhở bà con, vào đến mùa đông rồi, chúng ta cần phải bố trí lại chuồng trại cho nó hợp lý. Chuồng trại đấy là nó phải mát, và trong quá trình chăn nuôi là trong mùa đông nó rất là lạnh, thì chúng ta nên lót thêm các cái vật liệu vào trong chuồng để cho nó ấm, tránh trường hợp của con dúi nó phải rét. Trong trường hợp ấy mà bà con ấy, mà thắc mắc về vấn đề gì có thể gọi trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0347629888. Và nếu mà có tham quan hoặc gọi mô hình hoặc mua giống thì có thể ủng hộ hợp tác xã chúng tôi qua địa chỉ xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, và tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với những chia sẻ chính xác, hữu ích bên trên thì bà con đã phần nào học hỏi được kỹ thuật chăn nuôi con dúi mã đào Thái Lan. Để được hiểu sâu hơn về con giống cũng như được chia sẻ nhiều hơn về con dúi mã đào Thái Lan thì mời bà con đến trực tiếp trang trại của anh Lâm tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện cho anh Lâm theo số điện thoại 0347 629 888 để được tư vấn nhiều hơn.